Florida. Xin chào các bạn đã đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay Ngọc Ánh kể cho các bạn nghe một câu chuyện về việc hai chồng Việt Kiều thành dân Mỹ rồi, sống tại Mỹ 20 năm. Họ quyết định là trở về Việt Nam để làm ăn. Hai anh chị đi qua Mỹ cách đây 20 năm thì cùng làm neo. Hai chồng làm neo để dành thì 5 năm sau là tạo được một tiệm neo. Chị sinh ra được hai đứa con. Một tiệm neo. Rồi họ lập được hai tiệm neo. Hai chồng rất là khá giả. Rồi mình đã hướng dẫn hai chồng đó đầu tư mua một dãy phòng trọ. Thì bây giờ cái phòng trọ đó là trị giá 700.000 đô. Mà nợ đã trả xong rồi. Bây giờ 20 năm sau rồi, chỉ có một căn nhà trị giá cỡ chừng 600.000 đô tại Mỹ. Có hai tiệm neo. Thì anh bây giờ là 45 tuổi. Anh qua lúc anh 25 tuổi. Chị cũng đồng cỡ đó. Hai đứa con đã bắt đầu bước vào đại học. Thì bên Mỹ mà con nó đi đại học thì nó không ở cha mẹ nữa, nó ở trong ký túc xá của trường nó. Mà con Mỹ nó kỳ lắm. Nó học con mà lớn dạy theo cái Mỹ, đi sao học trong trường Mỹ á. Nó lớn lên á thì nó không có muốn học trường đại học gần nhà. Nó muốn học đại học cái xa xa, nhà cũng trong tiểu bang. Thì bạn biết là ở Mỹ nó có cái quỹ kia là college fund. Cái quỹ đó, nếu bạn đóng vô quỹ đó một số tiền mỗi tùy theo trường đại học á, một số tiền nhỏ nhỏ mỗi tháng á, rồi cái gì là sau một thời gian thì là đóng cho cái trường. Thì đóng cho cái tiểu quỹ tiểu bang. Rồi sau này nếu mà con bạn đi học đại học á thì khỏi trả tiền nữa. Đóng một số tiền trong một khoảng thời hạn nào, rồi khi là con nó lớn lên nó muốn học đại học thì nó sẽ đi học đại học tại cái trường trong tiểu bang đó, khỏi tốn tiền. Có khi là có thể đi học trường tiểu bang khác mà không tốn tiền, tại vì đã đóng vô trước rồi. Còn nếu mà nó không cho đi học đại học thì là họ trả lại cái tiền đó mà có tiền lời nữa cho cha mẹ. Thì cách nó tính như vậy thì là hai đứa con là hai college fund, là tiền đi học, rồi nó ở ký túc xá là tự nó đi làm, nó có tiền không có lo nữa. Thì anh buồn, anh nói ở đây buồn quá, đi làm neo rồi về nhà nó cho con, giờ con đi rồi, hai chồng buồn quá, đi qua lại Việt Nam thì không có đi nhiều được, tại có tiệm không có bỏ được. Thì bây giờ hai chồng mới tính ra như vậy, anh muốn về Việt Nam để đầu tư một cơ xưởng chăn nuôi. Giờ để cho anh, chứ ở đây là anh chỉ làm neo, anh buồn, anh có gì, anh chán nghề làm neo rồi, không muốn làm. Anh nói là thấy cái hộp sơn tay neo là mình cũng không muốn tới nữa, sáng không muốn tới làm là anh chán lắm. Chỉ thì sao cũng được hết, chỉ dễ tính mà chị cũng không có chán nữa. Mà anh chán kinh khủng luôn. Anh không có, anh muốn sống trở về với gần quê của anh để mà sống theo kiểu Việt Nam. Thì kiểu Việt Nam sao mình có biết á, thì lâu quá mình cũng có ở Việt Nam mình cũng biết, nhưng mà anh muốn sống cái đời sống vậy. Thì cũng bàn luận thì mới nói thôi bây giờ bán một tiệm neo đi, bán được 250 250.000, bán tiệm neo đi. Rồi ảnh đi về, ảnh mua một trại nông nghiệp lớn lắm, nuôi gà nuôi vịt ở cái vùng cũng không phải thành phố mà cũng không phải là quê. Cái nhà đó thì cũng bán cái nhà luôn, lấy cái tiền đó mua một ngôi nhà nhỏ hơn,
anh bán 500 ngàn, anh bán thì anh mua cái nhà 300 ngàn nhỏ hơn, trong cái vùng cũng gần đó, thì cái 200 ngàn đó lại cộng thêm chút tiền để dành họ, anh dẫn xây một cái nhà đẹp thiệt đẹp, biệt thự thiệt đẹp gần cái chỗ khu trại chăn nuôi. Còn cái nhà 300 ngàn đó thì anh mua đó là anh để cho mướn, để cái con nó chăm sóc, sau này mà có lên giá rồi thì đứa mấy đứa con nó hưởng lại, sau này có muốn làm ăn không được muốn trở trở lại về Mỹ thì cũng có nhà ở. Mình tính làm sao mà để mình nói với anh là tính làm sao mà để cho có cái đường về, tại anh thấy thì anh nghĩ là anh về anh thích nuôi nuôi thú vật này kia, thì anh thích là anh về anh mua nông trại trồng cây nuôi cá, rồi anh mua luôn một cái vườn xoài mít là to, rồi anh mướn nhân viên làm chứ không phải là tự anh phải làm á, thì anh nghĩ là anh phải làm vậy. Còn một tiệm nail thì để đó, mướn một cái manager cho nó coi, cái manager là một bằng người bà con của ảnh, thành ra ăn chia, nó điều khiển để mà tiền lời tiền vô thì nó ăn chia, để vậy là có cái để cho nó có cái cơ sở làm ăn nó còn lại, lỡ qua Việt Nam làm ăn không được thì mình cũng nghe người ta nói làm ăn ở Việt Nam là phức tạp lắm, không phải là chuyện mà mình bỏ tiền ra rồi mình làm trại rồi mình mua con gà mua con này con kia rồi bán đi lấy lời. Sao là cái đó là cái facade, cái mặt mặt tiền vậy thôi, nhưng mà cái mặt sau á là nó có nhiều cái phức tạp lắm mà mình không có tiện nói ra được ở đây, nhưng mà anh là chị em là có làm ăn ở Việt Nam á thì biết phải quen người này quen người kia rồi đủ thứ chuyện hết, phức tạp lắm, chứ phải như Mỹ là mua tiền như bị tiệm nail thì mua mua tiệm nail rồi tiền chi rồi tiền thâu vô trừ tiền chi rồi ra tiền lời á, nó có nhiều cái lắm mà nếu mà không biết rõ có thể là bị sạt nghiệp tại luật Việt Nam không rõ ràng, sai lầm hiểu biết là phải đi tù như chơi, nhiều cái lắm ha. Nhưng mà ảnh không có tin, ảnh nói phải ảnh nói giờ giờ là ảnh muốn vậy thôi, mà ảnh suy nghĩ kỹ lắm rồi ảnh sẽ thành công. Ảnh có bạn ở bên đây là đi có học trong gì mà cách nuôi gà mà theo công nghiệp, là ảnh đã biết nhiều kiến thức rồi, ảnh đi theo anh bạn đó vô nông trại anh bạn đó là ảnh có biết cái kiến thức, ảnh sẽ thành công. Bây giờ chị nói nếu mà một người đàn ông 45 tuổi mà diệt giấc ước mơ của ảnh thì là ảnh chắc là ảnh nói là ảnh buồn ảnh chán lắm á, thì để phải để cho ảnh thử cái đó, để ảnh thử thời vận. Thì mình nói là anh vậy là anh phải mở công ty Mỹ, tại như vậy á lỡ anh có thua thiệt á, có thất bại á thì là cái tiền mà anh đầu tư ở đó đó mất rồi đó, thì qua Mỹ á là nó cho anh trừ thuế. Dù nếu anh đầu tư vô mà anh lỗ 300.000 đô mà anh qua đây anh làm lại tiệm nail đồ của anh mà một năm cái mà thu nhập của anh vô mấy chục ngàn đó mà anh trừ được, anh lấy cái 300.000 này anh trừ ra thì là trừ tới trừ lui là anh khỏi trả thuế mới, thì là được mình được lấy lại một phần nào, lấy lại anh tùy theo cái mình đóng tới 25%, 30% mình lấy lại được cái phần đó, cái kia là capital loss. Thì là anh phải mở công ty Mỹ, đó như là công ty Mỹ đầu tư ở Việt Nam thì là có thua thiệt gì, có lỗ thì còn trừ được cái tiền mà làm ăn bên này. Hai đứa con lớn đi học ở đại học rồi, nó là thôi kệ để cho ba, muốn về với ba làm thì chị phải đi theo, cho anh chồng 45 tuổi đẹp trai vậy mà cho về mình là cũng như là mất luôn, chị phải đi theo, phải chị cho người bà con manage làm quản trị quản lý tiệm nail cho chị. Thì là ảnh đi qua đi lại, hai chồng đi qua đi lại để mà xây dựng cái biệt thự để kiếm người làm, kiếm người phụ tá này kia, cái trại lớn lắm phải có người phụ tá mướn người này kia để mà tạo lập. Thì hai chị tháng vừa rồi là khởi nghiệp, là khai thác bắt đầu là chính thức là khai thác cái trại chăn nuôi, và chăn nuôi mà có máy móc có tiêu rồi, vườn cây thì đã đến khoảng
có trái cây thì anh phải liên lạc với chủ vườn đủ thứ hết để mà có nhiều cái. Hai anh chị ảnh vui lắm, chị thấy ảnh vui thì chị cũng theo chị phụ, nhưng mà mình nói chị là nhưng mà cũng coi chừng ha, ảnh làm trong ảnh làm đó chị có phải đi theo, đừng có để cho đừng có mướn nhân viên đẹp quá, đừng mướn thư ký đẹp quá, nó sẽ làm không đủ cho chị làm thư ký luôn cho nó gọn á. Thì cái ước mộng của người đàn ông nó vậy thì mình phải làm vậy thôi. Thì mình cũng hy vọng là hai anh chị sẽ phát triển. Nếu mà nuôi theo tiêu chuẩn Mỹ mà tiêu chuẩn mà con gà chạy bộ á, ảnh còn mơ là ảnh sẽ làm nhiều để mà sau này ảnh còn xuất cảng lại bán trong mấy siêu thị Việt Nam nữa. Tại gà mà nuôi và cái là gà chạy bộ á, gà Việt Nam á là qua đây bán mắc lắm. Ảnh cũng hy vọng ảnh như vậy, có thể là ảnh sẽ thành tài mà cũng không thể không thành, nhưng mà cái ước vọng của ảnh là vậy. Thì ảnh đã làm ăn bên tiệm đeo ảnh giỏi như vậy đó, thì là nghĩ là ảnh sẽ phát triển. Tính ra nếu mà phát triển mà xuất cảng qua Việt Nam, qua đây con gà nuôi Việt Nam mình trại gà khỏe, gà đúng hay gì đó thì khá lắm. Nếu mà ảnh còn nói nếu mà tương lai phát triển được thì ảnh sẽ bán cái phòng trọ ở đây về Việt Nam một phòng trọ để kêu bán phòng trọ. Khi nào mình đã tạo được thảo lối thì là cái đó là cũng có là một cách mà